nét tướng tay báo hiệu chủ nhân vượng vận đào hoa cả đời, sở hữu những nét tướng tay đặc biệt dưới đây, chắc chắn bạn luôn dẫn đầu trong danh sách những người vượng vận đào hoa trong suốt cuộc đời. 1. Khảm cung có vân dọc, khảm cung là vị trí rìa tay nhô lên, ngay sát phần cổ tay, đại diện cho tình cảm của mỗi người. Tại khu vực này nhiều vân dọc chứng tỏ chủ nhân có vận đào hoa vô cùng vượng phát, khảm cung thuộc thủy, các vân thẳng như hình nước chảy, cũng thuộc thủy, đại diện thủy vượng thủy vượng tức đào hoa vượng. Đây chính là một trong những đặc điểm của tướng Tây đào hoa. 2. Tốn cung căng đầy, tốn cung là vị trí nằm ngay dưới các gốc ngón tay. Khu vực này nhô lên, căng đầy thì tại phúc tốt, nhân duyên khác giới hài hòa, tình duyên thuận lợi, vận đào hoa nở rộ trong suốt cuộc đời. Chủ nhân của nét tướng cách này thuộc tuyết hướng ngoại, thông minh, hoạt bát và rất khéo ăn nói, giao tiếp. Đi tới đâu người này cũng dễ gây sự chú ý được mọi người dành tình cảm yêu mến. Ba, phần dưới ngón tay cái nhiều vân xiên, trong lòng bàn tay đào hoa, phần ngay dưới ngón tay cái đại diện cho điện trạch, tổ nghiệp, càng căng đầy càng phúc quý. Hơn thế, nếu khu vực này có nhiều đường vân xiên chứng tỏ chủ nhân rất vượng đào hoa, đi đâu cũng có người theo đuổi, dành tình cảm yêu mến đặc biệt. Bốn, đầu đường hôn nhân cục xuống, đường hôn nhân chủ về tình duyên, cho biết mức độ đào hoa và hạnh phúc trong hôn nhân nếu đầu đường chỉ tay này cục xuống, tức vận đào hoa khá vượng, nếu có thêm một đường vân xiên bắt đầu từ đường hôn nhân giao sang đường sinh mệnh, người có tướng tay này luôn được bao bọc bởi những mối lương duyên, vận đào hoa vượng phát suốt đời. Năm, cuối đường sinh mệnh bị chẻ, thông thường đường sinh mệnh càng đậm, càng thẳng thì chủ nhân càng nhiều phúc phận, nhưng không nhất thiết phải thật dài mới là trường thọ, trong trường hợp, cuối đường chỉ tay sinh mệnh chẻ ra thành hai nhánh, chứng tỏ chủ nhân có sức sống mãnh liệt tinh thần vô cùng sung mãn, tướng tay đào hoa cả đời rất vượng, nhân duyên khác giới tuyệt vời, cuộc sống hôn nhân cũng viên mãn.